Ở quầy làm thủ tục lên máy bay. Ở quầy làm thủ tục lên máy bay. Cho hỏi đây có phải là quầy làm thủ tục cho chuyến bay VN711 đi Thượng Hải không? Cho hỏi đây có phải là quầy làm thủ tục cho chuyến bay VN711 đi Thượng Hải không? Cho tôi làm thủ tục cho chuyến bay VN711 đi Thượng Hải. Cho tôi làm thủ tục cho chuyến bay VN711 đi Thượng Hải. Dạ đúng, em có thể xem vé và hộ chiếu của anh được không? Dạ đúng, em có thể xem vé và hộ chiếu của anh được không? Or you can say, dạ đúng, vui lòng cho em xem vé và hộ chiếu của anh. Dạ đúng, vui lòng cho em xem vé và hộ chiếu của anh. Dạ đây, or you can say, dạ, vé và hộ chiếu của tôi đây. Dạ, vé và hộ chiếu của tôi đây. Anh vui lòng đặt hành lý lên cân. Anh vui lòng đặt hành lý lên cân. Nó nặng bao nhiêu kg vậy? Nó nặng bao nhiêu kg vậy? Or you can say, cho hỏi nó nặng mấy ký vậy? Cho hỏi nó nặng mấy ký vậy? 35 ký. Anh cần phải trả thêm phí hành lý quá cước. 35 ký. Anh cần phải trả thêm phí hành lý quá cước. Or you can say, 35 ký. Anh cần phải trả thêm tiền hành lý quá cước. Ồ, chỉ vượt quá trọng lượng có 3 kg thôi mà. Ồ, chỉ vượt quá trọng lượng có 3 kg thôi mà. Dạ, phí hành lý quá cước là 20 đô. Cảm ơn anh. Dạ, phí hành lý quá cước là 20 đô. Cảm ơn anh. Cho hỏi, đây có phải là quầy làm thủ tục cho chuyến bay VN711 đi Thượng Hải không? Dạ đúng. Vui lòng cho em xem vé và hộ chiếu của anh. Dạ, vé và hộ chiếu của tôi đây. Anh vui lòng đặt hành lý lên cân. Cho hỏi nó nặng mấy kg vậy? Dạ, 35 kg. Anh cần phải trả thêm phí hành lý quá cước. Ồ, chỉ vượt quá trọng lượng có 3 kg thôi mà. Dạ, phí hành lý quá cước của anh là 20 đô. Cảm ơn anh. Xin mời hành khách của chuyến bay VN711 đi Thượng Hải lên máy bay qua cổng số 4. Xin mời hành khách của chuyến bay VN711 đi Thượng Hải lên máy bay qua cổng số 4. Xin lỗi. Xin lỗi. Dạ. Dạ. Tôi nghe không rõ thông báo đó lắm. Họ nói chuyến bay nào vậy? Tôi nghe không rõ thông báo đó lắm. Họ nói chuyến bay nào vậy? Chuyến bay VN711 đi Thượng Hải. Anh cũng đi Thượng Hải à? Chuyến bay VN711 đi Thượng Hải. Anh cũng đi Thượng Hải à? Dạ. Tôi cũng vậy. Cổng số 4, hướng này. Hãy đi theo tôi. Tôi cũng vậy. Cổng số 4, hướng này. Hãy đi theo tôi. Xin mời hành khách của chuyến bay VN711 đi Thượng Hải lên máy bay qua cổng số 4. Xin lỗi. Dạ. Tôi nghe không rõ thông báo đó lắm. Họ nói chuyến bay nào vậy? Chuyến bay VN711 đi Thượng Hải. Anh cũng đi Thượng Hải à? Dạ. Tôi cũng vậy. Cổng số 4, hướng này. Hãy đi theo tôi. Thank you for learning Southern Vietnamese with me. I'm Tommy. And was born in Saigon, Ho Chi Minh City, the largest city in Vietnam. I'm passionate about making videos teaching Vietnamese and introducing the modern traditional Vietnam to the world. I make the first Vietnamese video lesson in November 2013, and now my channel has more than 430 video lessons. You can learn for free with these videos,
Now, I'm happy to help you learn my mother language. My biggest goal is to make Vietnamese learning enjoyable and accessible to everybody. I used to work full-time for a travel company in Ho Chi Minh City, but these days I just work about 4 to 5 days a week, and I spend my free time to make Vietnamese video lessons. In order to make a lesson, I have to spend many hours and even a whole day. My income, therefore, has been reduced. I want to make more lessons, and in order to do that, I really need your support. So, if you like what I am doing, please consider becoming a sponsor and supporting me with $5 a month. Well, there are some benefits of being a sponsor. First of all, you are free to ask me any questions about all lessons on my website, vietnameseconversation.blogspot.com. And then, if you don't know how to pronounce a Vietnamese word, phrase, sentence correctly, well, just ask me. I will record it and send it to you. With your support, I will make new conversation lessons every week. And I'm going to make more lessons at intermediate and advanced level. Well, I think that's all. Thank you again. Enjoy learning Vietnamese with me. Xin phép anh cho tôi khám xét một chút, chỉ là thủ tục kiểm tra an ninh thôi. Xin phép anh cho tôi khám xét một chút, chỉ là thủ tục kiểm tra an ninh thôi. Dạ được, dạ được. Cảm ơn. Ồ, cái gì ở trong cái túi này đây? Cảm ơn. Ồ, cái gì ở trong cái túi này đây? Ồ, xin lỗi, chỉ là một cây lược bằng kim loại thôi. Ồ, xin lỗi, chỉ là một cây lược bằng kim loại thôi. Tôi có thể xem được không? Tôi có thể xem được không? Or you can say, cho tôi xem được không? Cho tôi xem được không? Dạ, dĩ nhiên là được. Đây này. Dạ, dĩ nhiên là được. Đây này. Xin phép anh cho tôi khám xét một chút. Chỉ là thủ tục kiểm tra an ninh thôi. Dạ được. Cảm ơn. Ồ, cái gì ở trong cái túi này đây? Ồ, xin lỗi. Chỉ là một cây lược bằng kim loại thôi. Tôi có thể xem được không? Dạ, dĩ nhiên là được. Đây này. Xin chào quý khách. Cơ trưởng Phan Thành Nam và phi hành đoàn xin được chào mừng quý khách trên chuyến bay VN711 từ Sài Gòn đi Thượng Hải. Chúng ta đang bay ở độ cao 12.000m, tốc độ vào khoảng 1.000 km/h. Chúng ta sẽ đáp xuống Thượng Hải sau khoảng 6 tiếng nữa. Nhiệt độ bây giờ ở Thượng Hải là 17 độ C. Trong vài phút nữa, quý khách có thể nhìn thấy Biển Đông. Trong nửa tiếng nữa, các tiếp viên của chúng tôi sẽ phục vụ bữa trưa cho quý khách. Xin chào quý khách. Cơ trưởng Phan Thành Nam và phi hành đoàn xin được chào mừng quý khách trên chuyến bay VN711 từ Sài Gòn đi Thượng Hải. Chúng ta đang bay ở độ cao 12.000m, tốc độ vào khoảng 1.000 km/h. Chúng ta sẽ đáp xuống Thượng Hải sau khoảng 6 tiếng nữa. Nhiệt độ bây giờ ở Thượng Hải là 17 độ C. Trong vài phút nữa, quý khách có thể nhìn thấy Biển Đông. Trong nửa tiếng nữa, các tiếp viên của chúng tôi sẽ phục vụ bữa trưa cho quý khách. Cho hỏi khi nào phục vụ bữa tối? Cho hỏi khi nào phục vụ bữa tối? Khoảng 1 tiếng nữa, chúng tôi có món cá, món bò bít tết và thức ăn chay. Anh thích ăn món nào? Khoảng 1 tiếng nữa, chúng tôi có món cá, món bò bít tết và thức ăn chay. Anh thích ăn món nào? Cho tôi món cá. Cho tôi món cá. Dạ, em sẽ quay trở lại sau. Dạ, em sẽ quay trở lại sau. Cho hỏi khi nào phục vụ bữa tối? Khoảng 1 tiếng nữa. Chúng tôi có món cá, món bò bít tết và thức ăn chay. Anh thích ăn món nào? Cho tôi món cá. Ok, em sẽ quay trở lại sau.
Anh có hành lý ký gửi không? Anh có hành lý ký gửi không? Anh có bao nhiêu kiện hành lý ký gửi? Anh có bao nhiêu kiện hành lý ký gửi? Or you can say, anh có bao nhiêu vali? Anh có bao nhiêu vali? Chỉ một kiện, chỉ một kiện. Anh tự đóng gói hành lý à? Anh tự đóng gói hành lý à? Dạ, đúng vậy. Dạ, đúng vậy. Anh có mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào không? Anh có mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào không? Tôi có mang theo một cái máy cạo râu bằng điện trong hành lý xách tay, có được không? Tôi có mang theo một cái máy cạo râu bằng điện trong hành lý xách tay, có được không? Or you can say, tôi có mang theo một cái máy cạo râu bằng điện trong hành lý xách tay, có sao không? Dạ được, thế còn gì khác trong vali của anh nữa không? Dạ được, thế còn gì khác trong vali của anh nữa không? Or you can say, dạ không sao, thế còn gì khác trong vali của anh nữa không? Dạ không. Dạ không. Ok, anh muốn ghế ngồi sát cửa sổ hay sát lối đi? Ok, anh muốn ghế ngồi sát cửa sổ hay sát lối đi? Cho tôi ghế ngồi sát cửa sổ. Cho tôi ghế ngồi sát cửa sổ. Ok, đợi em chút xíu. Đây là số ghế của anh và cổng khởi hành. Anh có thể đi thẳng tới khu vực phòng chờ lên máy bay. Chúc anh có chuyến đi vui vẻ. Ok, đợi em chút xíu. Đây là số ghế của anh và cổng khởi hành. Anh có thể đi thẳng tới khu vực phòng chờ lên máy bay. Chúc anh có chuyến đi vui vẻ. Mấy giờ thì tôi có thể lên máy bay? Mấy giờ thì tôi có thể lên máy bay? À, anh có thể bắt đầu lên máy bay lúc 8 giờ. À, anh có thể bắt đầu lên máy bay lúc 8 giờ. Ok, cảm ơn. Ok, cảm ơn. Anh có hành lý ký gửi không? Có một kiện. Anh tự đóng gói hành lý à? Dạ, đúng vậy. Anh có mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào không? Tôi có mang theo một cái máy cạo râu bằng điện trong hành lý xách tay, có được không? Dạ được. Thế còn gì khác trong hành lý của anh nữa không? Không. Ok. Anh muốn ghế ngồi sát cửa sổ hay sát lối đi? Cho tôi ghế ngồi sát cửa sổ. Ok, đợi em chút xíu. Đây là số ghế của anh và cổng khởi hành. Anh có thể đi thẳng tới khu vực phòng chờ lên máy bay. Chúc anh có chuyến đi vui vẻ. Mấy giờ thì tôi có thể lên máy bay? À, anh có thể bắt đầu lên máy bay lúc 8 giờ. Ok, cảm ơn. Làm ơn sắp cho tôi ghế sát cửa sổ được không? Làm ơn sắp cho tôi ghế sát cửa sổ được không? Làm ơn sắp cho tôi ghế sát lối đi được không? Làm ơn sắp cho tôi ghế sát lối đi được không? Tuyệt đối không được mang theo vật sắc nhọn trong hành lý xách tay. Tuyệt đối không được mang theo vật sắc nhọn trong hành lý xách tay. Nó là một chuyến bay thẳng. Nó là một chuyến bay thẳng. Ông có thể làm thủ tục ở quầy dành cho hạng thương gia ở đằng kia. Ông có thể làm thủ tục ở quầy dành cho hạng thương gia ở đằng kia. Đây là tờ khai xuất cảnh. Anh vui lòng điền vào rồi nộp lại tại bàn xuất nhập cảnh. Đây là tờ khai xuất cảnh. Anh vui lòng điền vào rồi nộp lại tại bàn xuất nhập cảnh. Thông báo hủy chuyến bay số vì lý do kỹ thuật. Mời tất cả hành khách có vé đi chuyến bay này tới quầy thông tin của hãng hàng không Việt Nam. Thông báo hủy chuyến bay số vì lý do kỹ thuật. Mời tất cả hành khách có vé đi chuyến bay này tới quầy thông tin của hãng hàng không Việt Nam. Cho hỏi chuyến bay nào bị hủy vậy? Cho hỏi chuyến bay nào bị hủy vậy? Chuyến bay của anh vẫn còn ở trên bảng kìa,
để tôi đi hỏi cho. Chuyến bay của anh vẫn còn ở trên bảng kìa, để tôi đi hỏi cho. Em vui lòng cho biết chuyến bay nào đã bị hủy vậy? Em vui lòng cho biết chuyến bay nào đã bị hủy vậy? Chuyến bay số 123 đi Tokyo. Chuyến bay số 123 đi Tokyo. May quá, trên đường tới đây chúng tôi đã gặp sự cố rồi. Chuyến bay của chúng tôi bị hoãn lại, nên chúng tôi đã bị lỡ chuyến bay chuyển tiếp. May quá, trên đường tới đây chúng tôi đã gặp sự cố rồi. Chuyến bay của chúng tôi bị hoãn lại, nên chúng tôi đã bị lỡ chuyến bay chuyển tiếp. Xem ra chuyến bay này sẽ khởi hành đúng giờ đó. Xem ra chuyến bay này sẽ khởi hành đúng giờ đó. Cho hỏi chuyến bay nào bị hủy vậy? Chuyến bay của anh vẫn còn ở trên bảng kìa, để tôi đi hỏi cho. Em vui lòng cho biết chuyến bay nào đã bị hủy vậy? Chuyến bay số 123 đi Tokyo. May quá, trên đường tới đây chúng tôi đã gặp sự cố rồi. Chuyến bay của chúng tôi bị hoãn lại, nên chúng tôi đã bị lỡ chuyến bay chuyển tiếp. Xem ra chuyến bay này sẽ khởi hành đúng giờ đó. Cô có thể cho tôi biết vì sao chuyến bay của chúng tôi lại bị hủy không? Cô có thể cho tôi biết vì sao chuyến bay của chúng tôi lại bị hủy không? Liệu chúng tôi có kịp chuyến bay chuyển tiếp không? Liệu chúng tôi có kịp chuyến bay chuyển tiếp không? Anh làm ơn chỉ cho tôi đường đến ga quốc tế. Anh làm ơn chỉ cho tôi đường đến ga quốc tế. Cho hỏi quầy làm thủ tục của Vietjet Air ở đâu? Cho hỏi quầy làm thủ tục của Vietjet Air ở đâu? Chuyến bay dài quá, còn 5 tiếng nữa mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay dài quá, còn 5 tiếng nữa mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Em ơi, ở đây có cái gì uống không? Em ơi, ở đây có cái gì uống không? Oh, you can say. Cho tôi xin chút đồ uống. Cho tôi xin chút đồ uống. Dạ, anh muốn uống gì? Dạ, anh muốn uống gì? Cho tôi một ít nước dưa hấu. Cho tôi một ít nước dưa hấu. Dạ, có cho đá vào không? Dạ, có cho đá vào không? Oh, you can say. Dạ, có lấy đá không? Dạ, có lấy đá không? Không, ở đây khá lạnh rồi. Cho tôi một ly không đá. Không, ở đây khá lạnh rồi. Cho tôi một ly không đá. Anh vui lòng đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay. Anh vui lòng đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay. Or you can say. Anh vui lòng đợi một chút, em sẽ mang ly nước dưa hấu đến cho anh ngay. Em ơi, cho anh xin một chút đồ uống. Dạ, anh muốn uống gì? Cho anh một ít nước dưa hấu. Dạ, có lấy đá không? Không, ở đây khá lạnh rồi. Cho anh một ly không đá. Anh vui lòng đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay. Cho tôi xin một cái mền khác được không? Tôi hơi lạnh. Cho tôi xin một cái mền khác được không? Tôi hơi lạnh. Đây là tờ khai nhập cảnh, thưa anh. Đây là tờ khai nhập cảnh, thưa anh. Cảm ơn. Anh cần một cây viết mực. Cho anh mượn một cây viết mực nha. Cảm ơn. Anh cần một cây viết mực. Cho anh mượn một cây viết mực nha. Bạn có thể giữ giùm tôi chiếc vali này trong lúc tôi đi vệ sinh được không? Or you can say. Bạn có thể trông giùm tôi chiếc vali này trong lúc tôi đi vệ sinh được không? Giờ lên máy bay sẽ bắt đầu trong khoảng 5 phút nữa. Xin mời các gia đình có con nhỏ di chuyển lên hàng phía trước. Giờ lên máy bay sẽ bắt đầu trong khoảng 5 phút nữa. Xin mời các gia đình có con nhỏ di chuyển lên hàng phía trước. Xin chào quý khách. Đây là thông báo dành cho quý khách đi chuyến bay VN117. Tại thời điểm này, chúng tôi xin mời quý khách có con nhỏ và quý khách có nhu cầu trợ giúp đặc biệt bắt đầu lên máy bay. Vui lòng giữ thẻ lên máy bay và chứng minh nhân dân hay hộ chiếu trên tay. Thời gian lên máy bay chính thức sẽ bắt đầu trong khoảng 10 phút nữa.
Cảm ơn. Xin chào quý khách. Đây là thông báo dành cho quý khách đi chuyến bay VN117. Tại thời điểm này, chúng tôi xin mời quý khách có con nhỏ và quý khách có nhu cầu trợ giúp đặc biệt bắt đầu lên máy bay. Vui lòng giữ thẻ lên máy bay và chứng minh nhân dân hay hộ chiếu trên tay. Thời gian lên máy bay chính thức sẽ bắt đầu trong khoảng 10 phút nữa. Cảm ơn. Đây là thông báo cuối cùng dành cho hành khách có tên Chiết và Duy đã đặt chuyến bay VN123 đi Nha Trang. Vui lòng nhanh chóng di chuyển tới cổng số 3. Chúng tôi đang hoàn tất các khâu kiểm tra cuối cùng và cơ trưởng sẽ ra lệnh đóng cửa máy bay trong khoảng 5 phút nữa. Chúng tôi xin lặp lại. Đây là thông báo cuối cùng dành cho hành khách có tên Chiết và Duy. Cảm ơn. Chào mừng quý khách đến với chuyến bay VN456 từ Sài Gòn đi Hồng Kông. Hiện tại chúng ta đang đợi cất cánh ở vị trí thứ 3 và dự kiến trong khoảng 5 phút nữa máy bay sẽ ở trên không trung. Ngay tại thời điểm này, quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý ngay phía dưới chỗ ngồi hay khoang hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã chọn bay cùng hãng hàng không Việt Nam. Chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Ở quầy hải quan. Điểm đến sau cùng của anh là nơi nào? Điểm đến sau cùng của anh là nơi nào? Anh sẽ ở Việt Nam trong bao lâu? Anh sẽ ở Việt Nam trong bao lâu? Anh sẽ ở đâu? Anh sẽ ở đâu? Anh mang theo bao nhiêu tiền mặt? Anh mang theo bao nhiêu tiền mặt? Ai đã đóng gói mấy cái túi này của anh? Ai đã đóng gói mấy cái túi này của anh? Anh có gì khai báo không? Anh có gì khai báo không? Mục đích của chuyến đi là gì? Mục đích của chuyến đi là gì? Thăm gia đình. Làm việc. Kinh doanh. Du lịch. Đi nghỉ. Quá cảnh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Thank you for watching. See you all next time.